xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho tất cả các bạn một con web kiếm usd này bitcoin và eth nhé thì ở cái con web này mình cũng đã hướng dẫn các bạn là một cho đến hai lần rồi thì những lần trước ý, thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký này cũng như là những cái phần hoa hồng lợi nhuận của nó thôi video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền có rất là nhiều bạn có nhắn tin hỏi mình về cái vấn đề rút tiền ở cái con web này video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhá đó tiền nó về rất là nhanh thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cũng như cách chơi và cách đăng ký và cách rút tiền này thì trước khi vào video, mình sẽ quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất của video đợt trước và chọn ra bạn xem bạn nào đây. Bạn nào muốn tham gia event của mình nhé, các bạn nhớ để lại cho mình này số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng việt theo ví Lào Momo cho mình nhá. Rồi xem bạn nào đây. Rồi xin chúc mừng bạn kiếm tiền này. Đó. Like số 55, số điện thoại là Momo thì sau khi video này mình sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay ấy, đây là một con web con web này thì hôm trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn một cho đến hai lần rồi tí mình sẽ để cái đường link này dưới phần mô tả của video bạn nào mà chơi các bạn sẽ ấn vào đường link và làm theo như mình hướng dẫn nhá khi các bạn ấn vào đường link ấy, thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này đây là cái ứng dụng prm đó bây giờ mình sẽ chuyển sang dịch nhá dịch sang tiếng việt cho dễ đi bởi vì tiếng anh rất là kiểu như là mình loát rất là lâu ấy đây, các bạn có thể đọc qua này, giải pháp đầu tư khôn ngoan nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký trước, sau tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền này. Ở đây các bạn sẽ ở nó phần tham gia cho mình này. Đấy, rất là đơn giản thôi. Hôm trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn đăng ký rồi. Đó, ở cái phần đăng ký này ấy thì rất là đơn giản, các bạn sẽ nhập cho mình cái tên này. Đó, cái lêm ấy, có nghĩa là cái họ tên của các bạn, các bạn sẽ nhập vào đây này. Đó sau đó đến cái Gmai cái Gmai này là cái Gmai chính của các bạn nhé. đó nhập vào trong số điện thoại à, trong máy của các bạn ấy tí nữa sẽ gửi mã về điện thoại của các bạn để các bạn có thể nhập mã này ví dụ mình sẽ nhập vào đây này đơn giản thôi hầu như là ai cũng có thể đăng ký được ở cái phần đăng ký này thì mình cũng hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần rồi thì mình sẽ lói qua qua và nhanh nhanh cho các bạn nhé. để không mất thời gian nữa ở cái phần địa chỉ ERC20 này, wallet này thì các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví ETH của các bạn nhé. Cái địa chỉ ví ETH này thì các bạn có thể lấy ở cái ví VLDC này hoặc là chốt wallet đều được. Thì bây giờ mình sẽ lấy ở trong uh, chút chốt wallet đi. Đó, mình sẽ vào chốt wallet để mình lấy cái vị địa chỉ ví ETH này. Thì dạo gần đây ấy, Bitcoin với ETH nó tăng dã man luôn các bạn ạ. Đó, tăng kinh khủng luôn. Đó, ETH lên 1.300 này. Đó, các bạn sẽ có thể xem Bitcoin này Bitcoin lên 32.000 nó rơi vào tầm gần 800 700 mấy đô một Bitcoin dã man thôi các bạn sẽ vào ETH này rồi các bạn sẽ ở nó phần sao chép địa chỉ ví này cho mình nhá để các bạn điền vào hiện tại nó đang có giá là 1.300 1 ba nhân với hai này thì nó rơi vào tầm gần 30 độ gần 30 triệu một ETH kinh rất tiếc là mình không có buồn thật đấy, mình cố kiếm cái này vậy ở đây các bạn nhớ điền cho mình cái địa chỉ ví eth vào đấy nhá nhớ là erc 20 đó rồi đến trên telegram các bạn sẽ nhập cho đây cho mình này đó ok sau đó các bạn sẽ ấn phần link này hầu như rất là đơn giản thôi các bạn cứ điền đầy đủ thông tin vào đây cho mình là được nhá cái phần country này các bạn chọn cho mình quốc gia là việt nam ở đây này đó, các bạn chọn cho mình quốc gia các bạn ở đâu thì các bạn chọn đấy nhá ví dụ các bạn người Việt Nam mà sinh sống ở Mỹ thì các bạn chọn là US US này US Center này đó ở Hàn Quốc thì chọn là Korea mình ở Việt Nam thì mình chọn là Việt Nam nhá rồi đến city thành phố các bạn chọn cho mình là Hà Nội này bạn các bạn ở đâu các bạn chọn ở đấy. đấy không bắt buộc theo mình đâu phần này cũng vậy này đơn giản lắm OK sau đó đến cái phần số điện thoại nhá, cái phần số điện thoại rất là quan trọng các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại vào đây này. Những cái phần này hầu như là bạn nào cũng biết làm rồi. Đấy mình sẽ nói qua qua các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại ở đây, bỏ cho mình cái số không đằng trước đi nhá. Rồi, sau đó các bạn sẽ send code cho mình. Sau khi send code xong ấy nó sẽ gửi một cái mã code về đây cho các bạn. Rồi các bạn sẽ nhập cho mình cái mã code vào đây. Đó, nhập mã code vào đây. Rồi đến một cái phần đó nữa là các bạn có thể nhập cho mình cái Gmail cũng như là mật khẩu của các bạn nhá. Đấy, xong cái phần nhập mã code này ấy thì đến một cái phần ngờ mai mà mật khẩu có nghĩa là tài khoản đăng nhập của các bạn ấy các bạn sẽ nhập vào rồi các bạn sẽ ở nó phần lên like tiếp theo đó là phần đăng ký rồi đấy rất là đơn giản thôi sau khi đăng ký thành công ấy các bạn sẽ ấn nó phần login có nghĩa là các bạn sẽ login cái tài khoản của các bạn vào bây giờ mình sẽ ở nó phần login cái tài khoản nhá đấy, phần đăng ký thì nó rất là đơn giản thôi nên là các bạn có thể là tự làm đều được đấy, mình sẽ không hướng dẫn nữa thì những video trước mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký rồi thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào. Khi mà mình đăng nhập vào, mình sẽ chuyển sang máy tính nhá Ở bên máy tính ấy, thì mình sẽ dùng điện thoại của mình quay nên là cái độ led nó sẽ không được cao nhé. kiểu như độ hd ấy, nó không được cao nên các bạn có thể thông cảm cho mình. Thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào bên máy tính của mình nhá Sau khi các bạn đăng nhập thành công ấy thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Thì ở đây là cái tài khoản hiện tại của mình là đang có không đồng này. À, bên này cũng đang có là không đồng nhá. Thì ở đây một cái đồng PRM của nó hiện tại đang có giá là 1,33 đô Đấy khá là cao nhá Tương ứng với là một đô các bạn rơi vào tầm là 20.000 rồi Đấy 1,33 đô Nó tương ứng với một đồng này nó rơi vào tầm 30.000 Đấy khá là cao Ở đây nó sẽ hiện lên cái phần link để các bạn có thể là đi mời bạn bè cho mình này Các bạn sẽ ở phần copy đường link này cho mình để các bạn có thể đi mời bạn bè nhá Còn những cái phần dưới này ấy, kiểu như là văn phòng đối tác này nhà đầu tư cũng nhờ lịch sử rút tiền và phần rút tiền của các bạn ấy ở đây khi các bạn phải chuyển tiền vào đây thì nó mới hiện hiện nên những cái phần này nhá thì tí nữa mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản chính của mình thì nó mới hiện nên cái phần rút tiền và cũng như là lạp tiền của mình ở đây nhá thì các bạn có thể tham khảo những cái phần bên này này hiện tại ở cái ứng dụng này nó còn rất là nhiều chính sách để các bạn có thể tham khảo nhá đấy nó hiện tại kiểu như là mới năm mới ấy, thì nó còn rất là nhiều chính sách để các bạn có thể tham khảo vào đây cho mình này Ví dụ ở đây các bạn có thể là tham khảo những gói đầu tư ví dụ ở 50 đô này chẳng hạn này. Các bạn có thể tham khảo bên dưới này từ 50 đô này, 100 đô này, 250 đô. Đó. 500 này, 1000 và 3000 đô nhá. Ở đây không bắt buộc ví dụ như là các bạn phải là 50 đô đâu. Các bạn có thể chọn là 80 đô này, đó 90 đô này, 110 đô này, 150 đô đều được nhá. Nó không bắt buộc các bạn ở cứ phải 50 đô mới 100 đô đâu. Đấy các bạn có thể chuyển vào đây từ là Ví dụ các bạn có bao nhiêu thì các bạn chuyển bằng đấy Ví dụ mình đang có là 80 đô chẳng hạn Thì mình chuyển vào đây là 80 đô chẳng hạn 120 đô thì mình sẽ chuyển vào đây là 120 đô Và các bạn có thể nhận được rất là nhiều hoa hồng ở đây Ở đây thì các bạn có thể chuyển vào đây là USDT này Bitcoin, ETH đều được nhá Ví dụ là USDT chẳng hạn Và bạn nào có BTC thì các bạn có thể chuyển là BTC này ETH này Thì ở đây mình đã chuyển vào Tí nữa mình sẽ sang cái tài khoản chính của mình Mình đã chuyển vào đây là 250 USDT nhá thì hiện tại mình đang có là kiểu như là cái tiền lãi của mình lên đấy là gần 300 đô rồi đấy khá là khủng luôn đấy, các bạn có thể xem PRM ở đây này đấy, pay off đây Đấy, quái cao nhất của nó là 3.000 Ở cái ứng dụng này nó có rất là nhiều chính sách để các bạn có thể tham khảo Và khi các bạn mà đi kiểu như các bạn mà đi tuyển được người ấy Kiểu như người ta mà chuyển tiền vào ấy Các bạn sẽ nhận được thêm là hoa hồng nhá Ví dụ các bạn chuyển vào người ta mà làm 100 đô chẳng hạn thì các bạn sẽ được 10 phần trăm 10 phần trăm các bạn có thể là được 10 đô chẳng hạn và cái số đấy các bạn có thể rút luôn đó các bạn có thể rút luôn và nó sẽ hiện lên là cái phần này cho các bạn này thì hiện tại số dư của mình đang có là không đồng nhá ở đây các bạn có thể copy cái đường link của các bạn ở đây để các bạn có thể là đi mời bạn bè cho mình đều được ví dụ các bạn muốn đầu tư chẳng hạn ví dụ các bạn chọn là 50 đô chẳng hạn này đó các bạn sẽ chọn là USDT chẳng hạn Đấy, các bạn sẽ ấn vào phần chuyển tiền thôi Đấy, rất là đơn giản cái phương thức của nó chuyển tiền rất là đơn giản thôi và hôm trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn là cách chuyển tiền rồi nhá thì video ngày hôm nay mình cũng không nói lại nữa hầu như là bạn nào cũng có thể biết rồi Đấy, bạn nào cũng có thể biết rồi ví dụ mình chọn à, bên này chẳng hạn này Đấy, đây mình sẽ chọn hai à, 120 chẳng hạn đó tích vào đây đó rồi các bạn sẽ ấn vào phần pay off này chẳng hạn đó rất là đơn giản thôi Ngoài ra ví dụ các bạn không muốn các bạn chọn ở đây là 80 chẳng hạn à, Các bạn chọn ở đây 80 chẳng hạn Rồi các bạn sẽ ấn vào phần pay off. Ở đây không bắt buộc cứ phải 50 với 100 đâu nhá Ví dụ 110 chẳng hạn à, Rồi các bạn sẽ ấn vào phần pay nhá Bây giờ mình cứ thử là chuyển đây à, Mình sẽ ấn vào đây để các bạn có thể chuyển tiền nhá Ví dụ là 110 đi rồi nó sẽ hiện lên một cái phần ở đây cho các bạn này Ở à, đây là trong vòng 3 giờ đồng hồ các bạn sẽ chuyển tiền vào đây nhá trong vòng 3 giờ đồng hồ các bạn phải chuyển tiền ở phần giao dịch này nó sẽ hiện lên ở đây là pending này ở đây thì các bạn sẽ chuyển cho mình vào cái địa chỉ này nhá ví dụ bạn nào mà muốn tham gia ấy đó các bạn có thể chuyển vào cái địa chỉ này đây là địa chỉ ví USDT này USDT nhá các bạn sẽ chuyển vào đây là 110 đô này đó 110 đô nhá và cái số ID của nó ở đây này số ID là 8293 này cho mình này đó, rất là đơn giản thôi 8293 nhớ nhập cho mình cái số ID là 8293 nhá và đây là cái địa chỉ ví USDT của bên nhận đó sau khi các bạn chuyển tiền vào đây các bạn sẽ nhận được hoa hồng nhá kiểu như là nó tính theo tháng ấy của mình thì nó tính theo ngày cứ một ngày nó sẽ cộng hoa hồng hàng ngày cho mình Đấy, trong vòng là 3 giờ đồng hồ này trong vòng là 3 giờ nhá À, cái giao dịch này các bạn sẽ thực hiện trong vòng là 3 giờ đồng hồ cho mình Hiện tại nó đang xử lý là pending Và khi các bạn chuyển tiền vào rồi ấy, thì nó sẽ gửi một cái thông báo đến Gmail của các bạn Nó sẽ gửi một cái thông báo đến Gmail cho các bạn nhé Đấy những cái phần này hôm trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi Đấy rất là đơn giản thôi Và bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tài khoản chính của mình nhé Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là cách rút tiền luôn Đấy ok chưa bây giờ mình sẽ chuyển sang thì đây là cái tài khoản mà mình đã chuyển tiền vào rồi nhá. Thì hiện tại mình đang có là 296 đô này. Mình đã chuyển vào đây của nó là 250 đô và lãi của nó đã lên là gần 300 đô rồi nhá. Và khi các bạn chuyển tiền vào đây ấy, thì những cái phần này nó sẽ hiện lên này. Ví dụ như là phần đối tác, bảng điều khiển, văn phòng nhà đầu tư, phần rút tiền cũng như là phần lịch sử đây. đây mình cho các bạn xem phần lịch sử đây. Đấy. Đó, đây mình đã chuyển một lần vào đây là 170 đô và một lần là 80 đô, tổng cộng là 250 đô nhá, để mình nâng một cái gói là 250 đô đây. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần bảng điều khiển này cho các bạn xem. Đấy, tổng cái số dư của mình hiện có này. Đó, mình đang đầu tư vào đây là 250 đô thì hiện tại lãi mình đang có là 296 đô. Đấy, rất là ok chưa? Đây nó toàn là tiếng Anh thôi đó bây giờ mình sẽ hướng dẫn bởi vì cái video này mình ở cái đoạn này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền nên là mình đã không chuyển sang tiếng việt bởi vì khi mà chuyển sang tiếng việt ấy cái phần rút tiền nó bị bị mất cái phần mà điền số đó ok đây bây còn đây là văn phòng đối tác này đấy các bạn có thể tham khảo những phần này chẳng hạn đấy rất là nhiều phần để mình có thể kem. đây đây là cái gói này ví dụ đây là 50 đô 100 đô và hiện tại mình đang có ở cái phần là 250 đô nhá nếu mà muốn lên nữa thì phải thêm tầm mình hiện tại phải thêm tầm 200 đô nữa thì mình sẽ lên là gói là 500 đô đây đó 3 đô này đấy, cao nhất của nó là 3 đô nhá rồi đến cái phần đối tác có nghĩa là những cái cấp dưới của mình ấy thì hiện tại mình đang có một cái cấp dưới là 120 đô và mình đã nhận được của nó là 12 đô hoa hồng ấy đây và cái 12 đô này là mình có thể rút được nhá rồi đây mình cho các bạn xem này đó, hiện tại mình đang có 72 cấp dưới và có một người lạp là 120 đô đâu nha Đây người này lạp vào là 120 đô này, các bạn có thể xem này, Đấy, số lãi của mình đang có là 10 đô này, khá là ok. Nếu mà các bạn tuyển được nhiều dép mà người ta lạp vào, các bạn sẽ được hoa hồng nhá. Rồi còn cái phần rút tiền này, Đó, cái phần rút tiền này thì mình sẽ cho các bạn xem ở đây thì có rất là nhiều phương thức rút tiền. Ví dụ các bạn có thể rút về BTC này, USDT, ETH đều được nhá. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền nhá. Ở đây thì các bạn có thể rút về ví VLDc này. Đó, hoặc là ví chốt wallet. Đây, các bạn sẽ ấn phần gua đây này cho mình này. Đó. ấn vào phần gua đây này. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình ở đây có lẽ là ví trong và ví ngoài. Ví trong là như nào là cái mã ví mà lúc đầu tiên các bạn đăng ký ấy, thì nó lấy cái địa chỉ ETH ấy. Thì mình sẽ chọn là ví ngoài nhá. Đó, mình sẽ chọn là ví ngoài đây. Ví trong là bên dưới này, ví ngoài này. À ví trong là ở bên bên trên, ví ngoài bên dưới này. Đó, mình sẽ xóa cái địa chỉ này đi này. Rồi mình sẽ xóa địa chỉ đấy đi này Rồi mình sẽ dán cái địa chỉ của mình vào đây Đó ok chưa Rồi mình sẽ chọn là 12 đô chẳng hạn Đó Đây là cái ví địa, địa chỉ ví của mình USDT của mình nhá Đây là hiện tại mình đang rút USDT nha các bạn nhá Đó RC20 USDT này mình đang rút 12 12 đô đây này Đó 12 đô là cái hoa hồng của mình này bây mình sẽ ấn vào phần này để mình Confirm phim nhá Rồi bây giờ mình sẽ rút nhá Đó, nhận, Chuẩn chưa xem chuẩn chưa bây, bây giờ bây giờ bắt đầu rút đây đó còn phần yết này đó và mình sẽ chờ nhá chờ nó sẽ xử lý này rồi như vậy là mình đã rút thành công 12 đô nhá rồi mình sẽ vào lịch sử này để xem này đó mình sẽ vào phần lịch sử này để xem này Vô đây này đấy đây mình đã rút của nó là 12 đô này đấy nó đang báo màu đỏ này nó đang xử lý nhá hiện tại nếu mà tiền về thì nó còn là 11,76 đô này nó nó đã trừ phí là 0,2 à, nó trừ phí là 2 phần trăm đó trừ phí là 2 phần trăm nên là mình đã rút của nó là 12 đô và đang chờ tiền nó sẽ về cho mình nhá rồi mình sẽ quay ra này và mình sẽ chờ tiền nó sẽ về nhá sau khi tiền về mình sẽ quay và theo tiếp theo cái video này cho các bạn để các bạn có thể xem nhá và tiền nó về tiền nó về trong vòng là bao nhiêu lâu nhá ok rồi ở đây thì các bạn có thể là đi mời bạn bè này cho mình này copy vào cái đường link này để các bạn có thể đi mời bạn bè nhá. Ok chưa? Và đây là lịch sử rút tiền của mình nhá. Mình đã rút của nó là 12 USDT này và về đây nó còn là 11,76 USDT. Nó đã trừ phí của mình là 0,3 nhá. 0,24 luôn Đấy, rất là ít phí của nó rất là ít này đó và đây là lịch sử mà mình đã rút thành công rồi cho thấy đây là một con web rất là uy tín để các bạn có thể tham khảo và chơi cho mình đó mình có rút của nó là 12 USdt và tiền nó đã về rồi nhá Đấy, rất là ok luôn đó, quá là tuyệt vời đối với cái ứng dụng này và tiền nó về trong vòng là 8 giờ đồng hồ và tiền nó đã về rồi bạn nào mà nhanh ý, thì trong vòng chỉ cần 6 tiếng thôi là tiền nó đã về rồi nhá rất là uy tín đối với cái con web này thì ở cái con web này bạn nào còn không hiểu hoặc là thắc mắc gì các bạn có thể kết bạn qua zalo hoặc facebook với mình mình sẽ hướng dẫn nhá thì video của mình kết thúc ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình xin chào tất cả các bạn nhá